Như vậy, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi gặp những nỗi khổ nặng nề, nên nghĩ như vậy: ta từ sanh tử vô thủy đến nay, tuy chịu nhiều nỗi khổ đau đớn nơi thân tâm, nhưng do nỗi khổ này biết đâu đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán, độc giác Bồ Đề. Huống chi do khổ này chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nay thân tâm ta chịu nhiều khổ sở, là vì lợi ích cho các hữu tình nên nhất định chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy bây giờ ta nên hoan hỷ lãnh thọ. Đại Bồ Tát như vậy quán nghĩa này: tuy chịu nhiều khổ sở nhưng tăng trưởng sức nhẫn nhục lãnh thọ một cách hoan hỷ. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ví như có người ăn món ăn có trăm vị, thân tâm sảng khoái, sanh lòng hoan hỷ hơn. Bồ Tát cũng vậy, thấy người đến xin, hoặc xin của cải, hoặc xin từng phần nơi thân, nhân đó mà bố thí chịu đựng các nỗi khổ, nhẫn nhục đảnh thọ một cách hoan hỷ, thân tâm vui thích. Niềm khoái lạc ấy hơn trước gấp trăm ngàn lần. Lại nữa, Xá Lợi Tử, như A-la-hán thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác, tuy lậu đã tận, nhưng vẫn sanh tâm hoan hỷ, cung kính, tin tưởng, thù thắng hơn. Đại Bồ Tát cũng vậy, thấy người đến xin, hoặc xin của cải, hoặc xin từng phần nơi thân, vẫn sanh tâm hoan hỷ, cung kính, tin tưởng, thù thắng hơn. Nhẫn nhục lãnh thọ những điều oan gia, oán hại, mắng chửi, hủy nhục đủ các thứ khổ nặng nề của kẻ kia. Tùy theo lúc đó mà phát khởi tâm an nhẫn, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát như vậy, tùy theo lúc đó mà phát khởi tâm an nhẫn, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, thường không xa lìa sự tu an nhẫn Ba La Mật Đa, luôn làm lợi ích lớn cho các hữu tình, không để gián đoạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đối với các hữu tình nên tu an nhẫn, bị đánh không đánh trả, mạ nhục không mạ nhục lại, hủy báng không hủy báng lại, sân giận không sân giận lại, quả trách không quả trách lại, phẫn hận không phẫn hận lại, khủng bố không khủng bố lại, hại không hại lại. Đối với các việc ác nhẫn nhục lãnh chịu. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các Đại Bồ Tát này thường không xả đi tâm trí nhất thiết đối với các hữu tình muốn làm lợi ích. Nếu các Đại Bồ Tát thường không xả ly tâm trí nhất thiết muốn làm lợi ích lớn cho các hữu tình, giả sử dù thân bị mâu giáo đâm ngàn mũi, nhưng trong tâm không khởi một niệm báo thù, đối với người kia thường sanh an nhẫn thanh tịnh.